Có nên phân tích vĩ mô trong đầu tư cổ phiếu hay không? Đây là một câu hỏi được rất nhiều các nhà đầu tư tại EZFIN Việt Nam quan tâm hỏi chúng tôi. Bởi lẽ hiện nay ở trên mạng xã hội về chứng khoán chẳng hạn thì có rất nhiều các cái thông tin về vĩ mô, thậm chí họ phân tích vĩ mô hàng ngày, hàng giờ, cập nhật và từ đó đưa ra các khuyến nghị, quyết định đầu tư cho các nhà đầu tư. Rồi thậm chí có người phân tích vĩ mô hôm qua thì đưa như thế này, hôm nay vì một yếu tố nào đó rất nhỏ thì họ có thể thay đổi quan điểm hoàn toàn, rồi từ đó cũng đưa ra những khuyến nghị đánh giá về cổ phiếu thay đổi hoàn toàn. Thì cái câu chuyện ở đây không phải là có nên phân tích vĩ mô trong cổ phiếu hay không, mà cần phải dựa vào các yếu tố như sau. Thứ nhất, đó là trường phái đầu tư của bạn là gì. Nếu bạn là nhà đầu tư lướt sóng nhanh theo phân tích kỹ thuật chẳng hạn, thì cái yếu tố bạn cần phải tập trung đó chính là biểu đồ kỹ thuật và các chỉ báo mà bạn quan tâm đối với các cổ phiếu được hiện trên biểu đồ kỹ thuật, thì từ đó mới ra được các cái quyết định hợp lý và chính xác hơn. Còn lúc đó nếu bạn phân tích vĩ mô ấy, về cơ bản nó cũng không có nhiều tác dụng, bởi vì về cơ bản dân phân tích kỹ thuật họ tập trung vào biểu đồ chứ không phải là tập trung vào vĩ mô. Còn đối với các nhà đầu tư theo trường phái đầu tư cơ bản, đặc biệt ở đây là theo trường phái top down, tức là họ phải rất quan tâm đến cái yếu tố vĩ mô đầu tiên, sau đó mới đến phân tích ngành và phân tích doanh nghiệp. Nếu vĩ mô mà thuận lợi chẳng hạn thì ngành nào sẽ được hưởng lợi nhất, và trong các ngành đó thì những doanh nghiệp nào được hưởng lợi lớn nhất, từ đó mới đưa ra phân tích doanh nghiệp và đưa ra định giá để quyết định đầu tư. Hay ngay cả trong trường hợp vĩ mô có không thuận lợi thì người ta cũng tìm được ngành ít bị ảnh hưởng nhất, hoặc thậm chí có những ngành có thể đi ngược với cái tình hình vĩ mô không thuận lợi đó để cuối cùng cũng tìm ra các doanh nghiệp để đầu tư. Còn đối với các nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản nhưng theo trường phái bottom up, tức là đi từ doanh nghiệp đến ngành đến vĩ mô, thì họ vẫn quan tâm đến vĩ mô nhất định, nhưng cái tỷ trọng quyết định trong cái việc đầu tư đối phân tích vĩ mô nó ít hơn rất nhiều so với các nhà đầu tư theo trường phái top down. Thứ ba là cái khung thời gian nhà đầu tư là bao lâu. Ví dụ nếu nhà đầu tư rất ngắn hạn thì cũng không cần thiết lắm. Nhà đầu tư trung hạn thì có vẻ như cần thiết với cái phân tích vĩ mô hơn rất nhiều. Ví dụ họ đầu tư theo chu kỳ 2 năm, 3 năm, 4 năm theo nền kinh tế chẳng hạn, thì cái yếu tố phân tích vĩ mô gần như là một yếu tố tiên quyết phải thực hiện bằng được. Từ đó mới đưa ra được rằng xu hướng tương lai của nền kinh tế như thế nào, và nền kinh tế là cấu tạo của các cái doanh nghiệp tạo nên. Bởi vậy nếu nền kinh tế mà tốt, thuận lợi thì họ có thể kỳ vọng rằng thị trường chứng khoán sẽ có một chu kỳ mới tăng trưởng tốt. Từ đó họ có thể mạnh tay hơn vào việc đầu tư và có thể mang lại kết quả tốt hơn. Còn đối với những nhà đầu tư có khung thời gian đầu tư rất dài, thậm chí là mãi mãi, ví dụ như tỷ phú Warren Buffett chẳng hạn, thì ông ấy đầu tư các doanh nghiệp thậm chí lên đến 30, 40, 50, 60 năm, thì cái câu chuyện phân tích vĩ mô cũng có cần thiết nhất định, nhưng nó không phải là yếu tố tiên quyết và quyết định. Yếu tố quyết định ở đây đối với những nhà đầu tư rất dài hạn như vậy, đó chính là doanh nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì khi họ cầm một cái khung thời gian đủ dài thì trải qua rất nhiều các chu kỳ kinh tế, thăng có, trầm có, lên có, xuống có, rất dài. Thế do đó rằng cái việc họ quan tâm nhất đó chính là cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp đó có tốt hay không, lợi thế cạnh tranh có mạnh hay không, văn hóa doanh nghiệp, bộ máy quản trị có tốt hay không, để có thể vượt qua các chu kỳ lên xuống của nền kinh tế mà vẫn có thể mang lại kết quả kinh doanh cao, bền vững cho nhà đầu tư. Do đó, ông Warren Buffett chẳng hạn thì ông ấy cũng không quan tâm quá nhiều đến các yếu tố vĩ mô. Tiếp theo, nếu mà bạn phân tích vĩ mô chẳng hạn thì cũng cần thêm một cái yếu tố nữa để xem xét có nên hay không, đó chính là trình độ và năng lực của các nhà phân tích. Thì hiện nay chúng tôi thấy rằng rất nhiều các bạn trẻ, thậm chí vừa mới ra trường được vài tháng, một năm, rất nhiều những người chưa từng trải qua một giai đoạn, một chu kỳ kinh tế nào, nhưng họ có thể lôi các cái lý thuyết về kinh tế ra nói như đúng rồi. Thậm chí không những phân tích các cái vĩ mô Việt Nam mà còn rất thích phân tích các cái vĩ mô trên toàn cầu, rồi như là Mỹ, Fed, rồi châu Âu, Nhật Bản, thậm chí cũng trở thành các chuyên gia phân tích luôn cả các cái chiến tranh như ở Trung Đông, Nga, Ukraine, rồi đưa ra các cái nhận định đánh giá
rất chủ quan. Thì điều đó về cơ bản nó gây ra hại nhiều hơn là lợi. Bởi lẽ các cái yếu tố vĩ mô, đặc biệt là các yếu tố vĩ mô trên toàn cầu, là vô cùng khó để nắm bắt cũng như là đưa ra những nhận định đánh giá. Bởi vì quý vị có thể thấy, ví dụ như Fed chẳng hạn là nơi tụ tập của các cái bộ não hàng đầu thế giới về kinh tế. Tuy vậy họ cũng không thể lường trước được hết các cái biến cố, biến động ở trên thị trường. Chính vì thế nó mới xảy ra các cái cuộc khủng hoảng kinh tế. Còn đâu đó người ta cho rằng Fed chính là nguyên nhân, thậm chí họ muốn khủng hoảng, muốn suy thoái. Đó chỉ là những cái nhận định mang tính chất chủ quan một phía và không có cơ sở nào cả. Bởi lẽ các tổng thống hay là các cái chủ tịch của Fed chẳng hạn, họ cũng rất muốn được điều hành nền kinh tế một cách ổn định, phát triển một cách bền vững, từ đó giúp cho đất nước phát triển tốt hơn và chính bản thân họ cũng có những nhiệm kỳ thành công hơn, chứ không phải họ cố ý họ làm ra, tạo ra khủng hoảng được. Chính vì thế cho nên nếu chưa đủ trình độ chuyên môn thì chúng ta không nên phân tích vĩ mô, bởi vì cái việc phân tích đó chỉ mang lại cho chúng ta những cái nhận định ngày càng chủ quan hơn. Và khi chúng ta đi theo những cái nhận định đó thì về cơ bản hiệu quả đầu tư lâu dài của chúng ta sẽ rất kém. Bên cạnh đó thì việc phân tích vĩ mô là những cái gì rất là khó khăn, rất khó khăn. Và trong vĩ mô thì có rất nhiều các cái chỉ báo khác nhau. Với mỗi một giai đoạn có thể chỉ báo này thành công, đúng, nhưng ở giai đoạn khác thì lại là các chỉ báo khác. Chính vì thế cái việc dự báo đúng khủng hoảng kinh tế của các chuyên gia, về cơ bản họ thường chỉ dự báo được một lần. Lần sau họ lại lôi cái công thức đó ra ốp cho chu kỳ tiếp theo thì đều không thành công. Chính vì thế cho nên cái việc phân tích vĩ mô cực kỳ phức tạp và khó khăn như vậy. Ngoài ra thì trong phân tích vĩ mô chúng tôi cũng nhận thấy có rất nhiều các cái chỉ báo khác nhau. Có những loại chỉ báo sớm, tức là dựa vào đó thì có thể dự báo tương lai, vân vân, có thể tương đối tốt. Có những chỉ báo là muộn, là trễ, tức là khi chỉ báo đó ra thì mọi thứ đã xảy ra rồi. Thì các nhà kinh tế nói chung và các chuyên gia phân tích chứng khoán nói riêng nhiều khi cũng rất bị nhầm lẫn giữa các chỉ báo sớm và chỉ báo muộn. Bởi vậy quý vị quan sát kỹ có thể thấy rất nhiều chuyên gia nên kêu kinh tế khó khăn, khủng hoảng, suy thoái cực kỳ khó khăn chẳng hạn, thường là những lúc thị trường chứng khoán tạo đáy và đi lên ầm ầm. Ngược lại có đa phần các cái nhận định mọi thứ vô cùng tốt đẹp, rực rỡ của nền kinh tế vân vân thì chỉ vài tháng sau thị trường chứng khoán có thể sập rất mạnh và nền kinh tế có thể đi vào suy thoái và khủng hoảng. Đó là những cái yếu tố về vĩ mô mà chúng ta cần phải chú ý rất nhiều trong cái việc đưa vào phân tích đầu tư cổ phiếu. Còn đứng trên quan điểm của AZFIN Việt Nam thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng về cơ bản năng lực vĩ mô của mình thì cũng chỉ đến một mức nào đó thôi. Thế thành ra là chúng tôi áp dụng vĩ mô theo phương pháp như sau. Thứ nhất, chúng tôi chỉ áp dụng vĩ mô cho đầu tư tầm trung hạn 3 năm, 7 đến 10 năm và xác định những cái yếu tố vĩ mô cốt lõi nhất, nền tảng nhất, cơ bản nhất. Từ đó định hướng cho cái việc đầu tư theo một chu kỳ 3 năm, 7, 10 năm. Ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, khi áp dụng vào thì chúng tôi thấy Việt Nam của chúng ta trong khoảng 5, 7 năm tới là bước vào một cái giai đoạn có thể tăng trưởng kinh tế vẫn còn tương đối mạnh và các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi tương đối tốt. Bởi vậy cho nên chúng tôi cứ tuân theo điều đó để tập trung chính vào cái việc lựa chọn ở đây, đó là doanh nghiệp. Bởi vì phân tích doanh nghiệp về cơ bản là dễ nắm bắt hơn, dễ có thể thực hiện hơn và cái hiệu quả nó mang lại cao hơn. Hơn nữa, cuối cùng cái kết quả của gần như hầu hết các nhà đầu tư đến chủ yếu từ việc lựa chọn doanh nghiệp một cách đúng đắn và hiệu quả. Qua thời gian quý vị có thể thấy, ví dụ gần nhất, đỉnh thị trường chứng khoán năm 2022 là khoảng 1.550 điểm chẳng hạn. Nếu chúng ta lựa chọn đúng được các doanh nghiệp, thì đến giữa năm 2024, chỉ số tuy chưa đến 1.300 điểm, nhưng những cái doanh nghiệp tốt, những doanh nghiệp xuất sắc đều đã vượt rất xa so với mức đỉnh của 1.550 điểm. Và chúng tôi cho rằng đó mới là những cái trọng tâm mà chúng ta cần đặt vào, cần hướng tới để mang lại một cái sự an tâm cao cũng như cái độ chính xác lớn hơn và cái hiệu quả bền vững hơn trong dài hạn. Còn quý vị thấy việc phân tích vĩ mô có khó hay không? Và quý vị cần trao đổi gì thì hãy để lại để chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau bàn luận để giúp chúng ta hiệu quả hơn trong dài hạn.